Nhưng mà khi gốc cam vừa quay trở lại thì chúng ta đã thấy Z bây giờ đã hóa hòm rồi. Người có được điểm kill lại là vị trí của Đạt Akem cơ. Một điểm sấy xe rất tốt của Đạt Akem để đem về một điểm kill cho đội tuyển của mình. Và Thanh Bình đã phiêu khi vị trí của Hoàng Tanker đang gặp khó khăn. Có sự di chuyển quá tới từ team Passive và Delwin đang có tướng drive by. Trao đổi chiêu thức là hay tất cả hai bên. Hoàng knock out được Delwin. Sau đó thì chính anh Hoàng Tanker cũng đã phải nằm dưới họng súng của E-Bot. Cả ba thành viên còn lại ở phía của team Brazil đều đã quay đầu xe và có lẽ họ sẽ công các thành viên ở phía của team Turtle ngay sau đây thôi. Vẫn là những lượng thứ tư được trả ra tới từ vị trí của Thanh Bình. Love You, một khẩu mini 14 với đó là một cái scope 3. Họ đã mất đi vị trí của Hoàng Tanker. Suy cho cùng là một tình huống 1-1, không bên nào lợi thế và cũng chẳng bên nào lỗ cả. Họ sẽ rời đi được một cách an toàn. Trong khi đó thì ở diễn biến khác của trận thi đấu thì CVD vừa rồi cũng đã phải nằm xuống giọng súng của Zezileo. Team của YSOEG cũng như là team của GDCon, họ đang có những tình huống giao tranh với nhau. Amira vừa rồi knock out được vị trí của Đạt Akem. Vẫn sẽ là kịp tham mình để cứu Văn Nghị ở thời điểm hiện tại thôi. Một góc nhà phải nói đang quá là an toàn. Tuy nhiên vị trí của Đạt sẽ sớm bị confirm. Tiếp tục là những điểm tiêu tiếp theo dành cho team GDCon. Và bây giờ Turtle cũng đang tấn công về phía Glory. Không, đó là một mục tiêu khác để chính xác hơn. Nhưng lại là giao tranh đến từ team YSOEG và team Unicorn. 20 tháng 5 đang ở đây cùng với vị trí của Văn Nghị. Trước mặt anh ta là Unicorn và Amira, nhưng có một vài những cái tên khác đang di chuyển ngang qua đây. Liệu có giao tranh hay không? Trong khi đó team Levit và team Long Ca cũng đụng độ với nhau. Và giờ thì Shell 2 bắt được vị trí của Amira rồi. Những người đầu tiên đã phải nằm xuống, một thành viên còn lại đến từ team Unicorn thôi. Giờ đây Hải Julian đã bị knock out. Unicorn còn lại cho mình đó là 33 máu và cũng không còn nữa rồi. Top 16 dành cho team Unicorn. Không thể vượt qua được số Hải Saki khi mà Hải Saki đang có một góc bắn phải nói là đẹp hơn. Kill feed của chúng ta vẫn đang chạy và lần này những cái tên phải nằm xuống lại là Văn Nghị với team của YSOEG cùng với đó là cuộc phòng của team Simon T. Có xe ở phía sau để có thể xử lý an toàn và hãy cùng xem tình huống này. Long Ca liệu có bung ra thoải mái đi xay không đây? Sấy một viên trúng đầu, hai viên đạn kết liễu đi mạng hạ gục của Maris. Team Levit đang di chuyển đây và bị một vài những họng súng đến từ team Long Ca nhắm vào. Có một người rất thiếu máu và liệu vai nằm hay không đây? Gà con đang bị drive by và bây giờ thì hai điểm mà gục liên tiếp dành cho team Levit rồi. Không, đó là một người đến từ team Levit đã bị knock out. Levit bị chính những người đồng đội của mình hạ mại. Bây giờ Gheo Sama cũng đang cố gắng bắn ngược trở ra. Từ xa cũng đang tới và bây giờ có những tiếng súng tem phát ra rất to. Gheo Sama có một tình huống nổ súng trước nhưng đó vẫn là người thất bại cho họng súng của Nam Xì. Tài còn kết ở với Nam Xì, dứt điểm đi thêm một thành viên đến từ team Long Ca. Trong khi đó Depsu cũng đã bắt được Himat rồi. Team của Depsu không đánh giá quá cao về mặt kỹ năng cá nhân. Jigu đã lộ lên thông tin của mình rồi vẫn được bắn trước tới từ Depsu. Mình ra vào trong khu vực nhà 2 tầng. Những vị trí quá khó di chuyển. Sao bao đẩy ra hạ không thành công được vị trí của Béo. Có thêm kill từ Jugo. Sao bao 3 máu và kịp thời gian để heal cho mình một cái first aid kit. Và tình huống được đưa trở về là 1v1 giữa Sao bao cùng với đó là Hanakoshi. Mà Hanakoshi là người chiến thắng. Gặp 6 giờ thì thuộc về quyền cửa sắt của thành viên đầu tiên của Levit. Những người vừa có một tình huống khá tâu hài khi mà Tài còn knock out đi người đồng đội của mình. Nhưng còn Long Ca đấy thì sao? Một mình Long Ca đối đầu với team của Levit. Chính xác là rất tiếc là Benz nhận ra cái vị trí của mình có thể gặp nguy hiểm và chủ động bẻ lái sang một góc khác. Hanakoshi lại tiếp tục lên tiếng rồi. Những người nằm xuống lần này là cái tên của Laser Kunki tới từ team của Simon T. Họ sẽ phải thi đấu với chỉ một hai player gì đó thôi. Còn quay trở lại với team của CPD thì Best 1301 phải nằm sẽ súng của Bờm. Tiếp theo là tên nhạc đi với một chấm máu ít ỏi, còn lại cũng không thể sống sót được lâu hơn. Của Aleo là cái kết thúc cho mình được cái màn hạ gục này. Và Bờm sau đó cũng bị bắt từ vị trí của Hải Quân liền. Team của Hồ Vô Địch muốn làm kẻ thứ ba tới tình huống giao tranh này. Và liệu Something Else có thể làm gì hay không đây? Knock out tại cầu được vị trí Triple 7 thì Hồ Vô Địch cũng đã phải nằm xuống rồi. Something Else bây giờ là cái tên thứ ba phải nằm trong tình huống combat này. Nhưng bây giờ thì cái tên Bin tới từ team Jaleo. Team Hồ Vô Địch còn lại cho mình đó là 3 thành viên thôi. JJ Leo còn 2 và cái chân của Glory đã lộ ra rồi. Những viên đạn sẽ chính xác thôi. Và top 8 dành cho team Glory. JJ Leo cùng với những đồng đội của mình tiếp tục điều chuyển. Vòng bóng tiếp theo sẽ xuất hiện ngay sau đây. Nhưng lại là một tình huống tấn công khi mà Tài còn bắt được cho mình đó là 2 điểm kill. Một chút nữa thì JJ Leo sẽ tới. Một vài còn ở ngoài NBK bắt được vị trí Shell 2 và firm luôn đến điểm kill này. Ba người còn lại đến từ team mèo NBK cũng đang ở đây. Sau lưng anh ta là Sologi. Cần phải biết có sự hiện diện của Sologi ở đây, nếu không sẽ bị hở lưng. NBK vẫn đang chạy và bây giờ thì anh ta quay ngược trở lại để nhìn về phía của Sologi rồi. Sẽ là một tình huống đấu súng 1v1 đây chăng? Những người tiếp theo đã phải nằm xuống. JJ Leo cùng với người đồng đội của mình tuy có một vị trí tốt nhưng cũng đã bị bật lại. Đang uống nước bình tĩnh từ NBK. Liệu có phát hiện được tình huống thả footstep của Sologi hay không? Đây hai người gần nhau và nghe được rồi. Chắc chắn là NBK nghe được rồi và cả Sologi cũng có phát hiện được những ai là người chiến thắng của tình huống combat này. Nhưng NBK với lợi thế có một cái backup vững chắc như kiểu một tảng đá nhỉ thì quá khó cho Sologi. Nhưng những trận thi đấu mà họ đi sâu vào trận cuối cùng thì đều có chiến thắng rất là lớn. Quay trở lại với cô nàng Hanakoshi đã bị phát hiện vị trí của Sologi và đang bị vây quanh của ba chàng trai về phía team của Levit và quá khó cho Hanakoshi.
Rất tiếc thì nó không đem lại quá nhiều sự hiệu quả. Bây giờ có thêm tìm xưa xưa bắn sang. Aleo chịu rất nhiều sát thương trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì Hải Nguyên đốc ao được Aleo với một quả nết rồi. Hai cái airdrop ở đây cũng chỉ cho đẹp mà thôi chứ cũng chẳng ai nhặt được. Tiếp tục có những lượng đồ nào được dã vào đây hay không đây. Mèo Uto Six có một góc nhìn rất đẹp liên tục bắn xuống phía dưới. Nhưng những quả smoke đã che đi khá lượng tầm nhìn của anh chàng này rồi. Tràn lên đến từ Hải Nguyên. Phát hiện ra vị trí của Chí Dũng và bây giờ thì Dũng làm sao múa được mãi trong quả bốc này đây. Đã chủ động nằm xuống để tránh đi là những viên đạn đến từ đối phương rồi. Và giờ đây thì Hải sẽ chờ những quả smoke của ta đi nhìn thấy rồi. Một khe hở rất nhỏ thôi và đó là top 4 dành cho team Aleo. Ba đội tuyển còn lại của chúng ta đều là những cái tên vô cùng sừng sỏ. Team của CC còn 4 người, team của Levit còn 3 và team của Béo bây giờ chỉ còn 1 khi mà người đội trưởng đã phải nằm xuống rồi. Điểm kill lại một lần nữa được tính cho vị trí của Béo. Đây là kill đầu tiên của Béo trong game thi đấu này. Game thi đấu thứ 4 vẫn đang diễn ra ở những cái phase thi đấu thứ 6. Sẽ sớm và kết thúc cuộc đời mình ở đây thôi khi một quả nết được trả ra thăm mình quá đẹp. Lượng đam gây ra là 45, vẫn còn tới 30 máu tới vị trí của Hải Vô Liền. Một quả nết nữa thôi như mình đã nói rồi, rất khó cho Hải Vô Liền để có thể tiếp tục. Sẽ là một tuyến đấu xanh xì, gần như sẽ là 3-5-3 tới từ các thành viên ở phía team Levit. Nhưng lần này đổi một mạng cử hai bên, Béo phải nằm xuống nhưng bù lại thì Sư Vinh cũng thể cover những người đồng đội của mình được thành công. Thậm chí là lợi thế hơn người khi họ đã có thể confirm được vị trí tài con. Có một tảng đá là một cái backup tốt cho vị trí của Nam Si. Tuy nhiên phía sau lưng thì Sư Vi đang mở cho mình một cánh quá đẹp và tiếp tục là cái tên Sinh Vi. Nam Si đổi được mạng của ABK đấy. Nhưng mà One He ở đây là cái tên Sinh Vi trong màu áo của game Hòa Đâu và tình huống đưa trở về là một vết sai. Dion sẽ đối đầu trực diện với Sinh Vi. Cả hai người đều có được cho mình những cái tảng đá và trao đổi chiêu thức với những quả lửa. Molotov được trả ra là chính xác hơn tới từ vị trí của Sinh Vi và đã khép góc được vị trí của Dion. Một quả nết có ở đây nó quá khó cho vị trí của Dion rồi và đó cũng sẽ là tình huống kết thúc trận thi đấu với một cái top 1 dành cho team của CC ạ.